rất là xinh luôn đúng không ạ? Bầu bì xài thoải mái vô tư giùm em, đặc biệt là chất son lên môi là cực kỳ lì, son đẹp ghê vậy Nhi. Dạ son là cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị nha, lên màu là rất ư là chuẩn luôn nha mấy chị nha, lên màu rất là chuẩn cho mấy chị luôn ha. Em sẽ test thử lên tay cho mấy chị xem luôn là cái độ lì của nó như thế nào. Bạn nào thích thoa mỏng thì mỏng, bạn nào thích thoa dày thì dày, là màu nó sẽ đậm lợt tùy theo các bạn. Nguyễn Thị Ái Hiền ơi, một set là 255.000 nha chị. Đặt hàng comment giùm em nha, và mọi người nhớ giùm em là comment một lần thôi, đừng comment đi, đừng comment lại, tránh tình trạng bị trùng bill. Và cái set son này của bên mình á thì mình sẽ ship toàn quốc cho tất cả mọi người luôn. Trong set mình sẽ có là màu đỏ gạch nè, màu cam tây nè, màu nâu đất nè, màu đỏ cherry nè, màu đỏ hồng đó nha mọi người nha. Và mình sẽ có luôn là cả màu hồng đất hơi tây luôn nha mọi người nha. Bây giờ Nhi sẽ chùi và Nhi sẽ thoa lại màu khác cho mọi người. Úc ơi, em thấy chị comment rồi nha chị, có gì nhân viên bên em sẽ liên lạc cho chị sau cái livestream nha chị. Serum V7 còn nha chị Hiền Kim ơi, mình đặt hàng thì mình comment số điện thoại là giùm em nha chị. Nhanh tay chị ba chị bảy ơi, tao nói thiệt với mấy bà luôn nha, đàn bà mình mà sáng sớm tao nói ngủ dậy mà cái môi em nó thật luôn nha, đi ngủ em vẫn tha son, biết sao không, đủ má lỡ nhiều khi tối mình quằn quại tê dại chồng cái miệng mà không có son, sáng sớm mà nó bật đèn tưởng đâu đủ má thay ma nằm kế bên chết mẹ luôn mấy chị, hiểu không? Mình lúc nào mình cũng phải đỏ hồng hồng nha mấy chị nha, lúc nào mình cũng phải trên môi là cũng phải có đỏ hồng hồng. Có nhiều bà ưa đi từ đây ra chợ tha son chi, trời ơi nhìn mình như xác chết vậy. Có nhiều người ra chợ đẹp ngất ngay như thiên thần, còn mình nhìn là trời như xác chết vậy, trời không có được. Làm gì làm là phụ nữ trong người phải có tệ lắm là 1-2 cây son. Nên là em bán nguyên một set 5 cây là mỗi ngày mấy chị thoa một màu cho em cũng được ha, cũng rất là xinh. Ai đặt hàng comment giùm em nha, nhanh lên nha mấy chị nha. Mấy chị cũng thấy là hồi nãy giờ em chỉ dùng tẩy trang thôi, chứ hoàn toàn là em không có tha son dưỡng luôn, nhưng mà chất son lên môi rất là mềm và rất là mịn. Và mọi người biết không, cái dòng son hớp like này là trên thị trường hiện tại bây giờ là cực kỳ hot. Những idol Hàn Quốc, từ ca sĩ, diễn viên, người mẫu, người ta đang rất là rầm rộ review cái dòng son này. Mà bây giờ các chị của em mà không có một cái cây son này, không có một cái set son này trong tay là mấy chị bị chậm thời đại, chậm nhịp rồi. Chưa kể đến mấy con đĩ con giáo thứ 13 nó cập nhật tình hình, nó mua cái này về nó chu môi, nó bỉm mỏ, nó rù quến chồng mình mà mấy chị không có để môi thâm, trời ơi môi thâm tráng chợt rồi mặt tái nữa, tôi nói thiệt luôn, có nước tự giận thằng chồng nó bỏ đi luôn, làm ơn cho chồng quay về cúng con ơi. Comment thiếu số điện thoại rồi kìa, nôn quá hay gì nè, nhanh lên mấy chị ơi. Nè mấy chị dòm đi ha, bình thường nhìn em cũng không có đến nỗi nào tệ, mấy chị thấy không, đủ má em chùi son xong đủ má tưởng em như là xác chết rồi, mấy chị thấy không, môi tái nhách. Dịp ơi cho em xin số điện thoại nữa nha chị nha. À, cái màu hồi nãy Nhi vừa tha cho mọi người là không phải là màu hồng đất nha, cái đó là màu cam, cái đó là màu cam đất nha mọi người nha. Cái màu khi nãy Nhi vừa tha cho mọi người là màu cam đất, bây giờ Nhi sẽ thoa cho mọi người là màu đỏ hồng nha. Bây giờ Nhi sẽ thoa màu đỏ hồng cho mọi người xem, cực kỳ tây, cực kỳ đáng yêu luôn. 255.000 một set nha mọi người nha. Mua hàng xe livestream được tặng kèm một cái chai tinh dầu nước hoa của Pháp. 255.000 một set, mua một set nhớ xe livestream em tặng kèm cho một chai tinh dầu nước hoa của Pháp nha mọi người nha. Một set 5 cây vậy chi, một cây có 51.000 hà, rẻ xình rẻ thúi luôn. Bây giờ mà mọi người mua, lấy cái cài cho tao nóng quá, mua bây giờ mà mọi người nghĩ đi, mọi người mua một cái cây tinh hồng là thấy Ngọc Phượng lấy cây nào đẹp đẹp á, màu đen á, kiểu trên cái màu đen mà bản nhỏ mà nó có mấy cái hộp nhô lên, có một cái lưới màu vàng, em sẽ thấy cái cây đó liền. Anh mua nó 255.000 một set nha chị. Đây mọi người dòm nha, mà mọi người dòm đi, cây son này là dòng full size. Mà mọi người nghĩ đi, bây giờ son handmade Việt Nam bây giờ là 101, 102, 108, 109. Còn bây giờ mọi người nhập trực tiếp một cái set son từ Hàn Quốc về đây mà bán một set có 255.000, tặng kèm cho một chai tinh dầu nước hoa trị giá 120 nữa, thì một cây rất là rẻ nha mọi người nha. Nha. Môi đỏ không biết cái lồn có đỏ không em, anh về anh banh cái lồn má anh ra anh coi có cái lồn má anh có đỏ không. Tại vì đa phần phụ nữ trên đời này nè, cái lồn nó như nhau hết trơn, không có con nào khác con nào hết á. Nếu như mà cái lồn của má anh á mà bà có đen quá đó thì cái lồn em nó y chang vậy, hiểu không? Mình từ cái lồn má mình si ra cái lồn người ta, ủa sao đàn ông ăn gì ngu lồn ngục lồn dữ vậy. Đủ mẹ mày đàn ông người ta đi tìm ra chỗ thơm chỗ đẹp bông hoa hay là đủ má cái gì đẹp người ta nhìn, đủ má nhìn vô lồn đàn bà chi vậy, thằng mặt lồn mày đúng chuẩn đủ má thằng mặt lồn luôn á. Em có lồn mẹ mày á, tao nói tao hiền để tao hiền nha, em nói thật với mấy chị luôn, em bán đồ chứ em không có bán tự trọng, em cũng không có bán danh dự, là đủ má chửi em là em chửi lại hết á, em đéo có sợ đâu ha. Gặp mấy thằng đàn ông mà đủ má mỏ vàng mỏ bạc không có, mỏ lồn mỏ cầu tiêu đây là em chửi hết á. Đĩ mẹ tụi bay ở không quá à, chỗ người ta kinh doanh kiếm sống hà, nuôi cha nuôi mẹ đi vô sầm lồn, đĩ mẹ tụi bay ở không quá hay gì, về dạch lồn má mày ra coi.
Ai đặt hàng comment giùm em một set kèm số điện thoại nha. Nước hoa mùi thơm như thế nào bạn, là sao bạn? Là nước hoa là mình tặng nó sẽ có rất là nhiều mùi, là hàng quà tặng bạn nha. Nước hoa là hơi bị thơm, thì bạn cứ mua set son bạn nhận về thì bạn sẽ biết là đây mọi người dòm ha, son bên em là siêu lì. Đây, cực kỳ lì luôn mọi người thấy không? Rất là lì luôn. Đây dùng khăn là chùi cũng không ra luôn ha. Đây dùng khăn chùi là hoàn toàn không ra luôn, mọi người thấy không? Giấy trắng tinh luôn ha, bao bền màu với mọi người luôn. Ai đặt hàng comment nhanh lên giùm em nha mấy chị nha. Đây à, màu tiếp tục là màu gì ạ? Màu đỏ cherry nha mấy chị nha. Đây là màu đỏ hồng á, rất là xinh luôn. Ai đặt hàng comment giùm em là một set kèm số điện thoại đi nha mấy chị nha. Đây màu lên rất là đẹp luôn. Cái họ đẹp hứa hồn ấy má ơi. Cái màu này là mấy cái con bánh bèo mà tao nói là mấy con bé mà 18, 19 tuổi mà tha thân khí người rồi đó. Cả nhà ơi, nếu như chị ở tỉnh thì từ 5 đến 7 ngày, còn ở thành phố thì từ 2 đến 3 ngày tụi em giao hàng cho chị nha. Chị đặt hàng comment số điện thoại giùm em nha chị. Màu đẹp hú hồn mấy chị ơi, hú hồn chim én nha. Tha lên một cái là hú hồn chim én nha. Anh hỏi mà sao em hổn quá vậy, đủ con đỉ mẹ anh hỏi trên đầu cha ta, anh hỏi xuống anh cái con cặc nè, đủ con đỉ mày mẹ mày kêu bằng mày luôn á chứ hổn hả? Cái thứ như mày tao chưa chửi cha mày là mừng rồi đó, tao mới chửi tới con gái mẹ mày thôi đó. Hú hồn cho em xin số điện thoại nữa nha chị. Trời ơi, màu đẹp hú hồn luôn mấy chị. Trời ơi, thoa lên một cái là mấy chị dòm đi, thoa lên một cái trắng cái da ra liền, thấy không, đẹp xuất sắc luôn. Cái này mà dến cái đầm đen vô nữa, cấp này ai sang cỡ mấy bà. Tôi khẳng định luôn nha, mấy bà mà đi, mấy chị của em mà đi ăn đám cưới ha, coi như là đi ngang ruộng ngang đồ, tôi nói trâu bò nó chết hết, đẹp quá mà. Rồi chưa kể vô đám mà đàn ông nó nhịn chảy nước miếng, nó khỏi nhậu luôn á. Quá đẹp luôn mấy chị ha, xinh xắn, trời ơi, thấy cưng má màu gì mà đẹp xuất sắc vậy trời. Son bé Nhi nó bán son gì đẹp dữ vậy mấy chị. Trời ơi mấy má, con bán 255 ngàn, muốn chật cái lồn ra giữa mương rồi, con tặng cho chai nước qua, nó hỏi phi ship không. Có nhiều má sao ngộ lắm, nó thiệt con nha, không phải chửi. Nhiều khi mà nghe tới cái chữ phiên miễn ship là như đủ má máu lồn, nó dồn lên tới mặt hay sao không biết luôn á, mà nghe tới chữ phi ship là tức dữ lắm. Trời ơi, mua đồ người ta giá rẻ xình rẻ thúi, bán rẻ trên thị trường cả 100 ngàn một set, rồi còn tặng kèm cho một chai nước hoa. Em để dù mà chị nói dứt rồi xong rồi các em hả nói gì thì người ta mới nghe, người ta sẽ comment đây mọi người dòm như nào, như còn tặng kèm cho thêm một cái chai nước hoa như vậy nữa. Là rẻ quá trời rẻ rồi, còn hỏi phi ship không. Chợ mấy má ơi, đón xe buýt lên đây nè mua, rồi con phi ship cho. Trời tôi khổ, em nó thiệt khổ mấy chị ha. Dạ đặt hàng nhanh lên. Một set là 255 ngàn nha chị ơi. Chợ Hà Nội thì từ giá ship của chị là từ 20 đến 40 ngàn thôi nha chị. Mày báo nữa, tôi dặn bàn sao à. Tôi để con nó hết, tôi nói tôi dặn bàn sao, là nhân viên của bà là tôi cấm báo giá cho khách hàng mà.